Nhà nông Trần Trung Thứ cho biết, bình quân mỗi sào đất, nông dân thường trồng khoảng 10.000 chậu vụ nữ. Loại hoa dài ngày này được bà con canh tác theo quy trình nông nghiệp công nghệ cao. Thông thường sau khoảng một năm đầu tư chăm sóc, lan vụ nữ bước vào giai đoạn kinh doanh. Năng suất bình quân đạt 30.000 cành một sào, mang lại nguồn thu khoảng 300 triệu đồng một sào. Lan vụ nữ là một trong những loại hoa được tiêu thụ tương đối lớn trong những dịp cuối năm và Tết Nguyên Đán. Năm nay, thời tiết nhìn chung thuận lợi để cây lan vụ nữ sinh trưởng và phát triển. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thị trường tiêu thụ có nhiều biến động. Bởi vậy, để tăng sức cạnh tranh, bà con nông dân trồng lan vụ nữ đã tập trung nâng cao chất lượng nông sản. Đó cũng là cơ sở để khôi phục thị trường xuất khẩu hoa lan vụ nữ ra nước ngoài. Được biết, cây hoa lan vụ nữ xuất xứ từ châu Mỹ với từ 400 đến 600 loài. Riêng tại Lâm Đồng, loài hoa lan này được trồng chủ yếu tại huyện Đức Trọng, với quy trình canh tác công nghệ cao ngày càng hoàn thiện. Nhờ đó mà lan vụ nữ nở hoa quanh năm, thời gian sử dụng kéo dài từ 35 đến 45 ngày. Ngoài cung ứng cho thị trường nội địa, chủ yếu là thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, thì lan vụ nữ còn được xuất sang Nhật Bản.